Và như vậy là chúng ta sẽ phải đến với trận đấu chung kết trong xe đấu đầu tiên. Tỷ số đang tạm thời là 2 đều. Và trận đấu vừa rồi là một trận đấu cầu minh loan và với cái lực gỗ cũng không khỏe nên là cũng không kịp bo. Một trận đấu mà đội bạn Tiểu Bàn Thầu là rất rất gần với nhà chúng ta. Vâng, Ia Sen. Vâng, như vậy là một bầy hươu một đôi voi được đẩy về nhà chính của game thủ Cam Quýt. Bãi vàng đấy rồi. Một trận đấu mà sẽ nên nếu như con xe giò này không tìm thấy bãi vàng, chúng ta phải đi đập lô tìm vàng. Thế nhà cũng đang khá là vớ vẩn thôi. 26 dần, bắt đầu với Sen và con ngựa giò, con xe giò trên hướng 12 giờ vẫn chưa tìm thấy nhà của Sen. Trận đấu chung kết chúng ta phải đối đầu với Sen của game thủ Tiểu Bàn Thầu. Có lẽ là nhà của Thầu sẽ gần đối diện với nhà của mình, nằm trên hướng tầm khoảng 3 giờ, 2-3 giờ gì đấy. Oh.
Vâng, BML. Vâng, như vậy tôi nhìn nhầm, như vậy là không phải là BL mà quyết định đánh nhà bài này, đấu đầu cùng với Seng. Chưa thấy nhà Seng đâu cả. Vâng, Seng thì đây là phút thứ 11 rồi. Và cũng chưa thấy dò lên. Như vậy khả năng là đội bạn đánh theo cái kiểu đấy là đánh thẳng thẳng cung. Tất bây giờ lại mới cứ dò. À, như vậy là khả năng là ông thầu đi dò lỗi. Thường thường thì cái bài cái thế mà đối diện như này thì thường thường là các em thủ sẽ hay có cái bài ấy là đi đẩy thể đẩy dò thẳng luôn. Nhưng có lẽ là trận đấu này thầu anh rất cẩn thận khi anh đẩy dò đi kiểm tra ở cái hướng mà gần nhà mình, những cái vị trí như thể là 12 giờ hoặc là 6 giờ, và sau đấy thì mới đi vòng con dò lên hướng phía check lên phía gần nhà của mình và phát hiện ra nhà của chúng ta nằm ở hướng 8 giờ. Như vậy là bắt được con dò của đối phương và chỉ mất tầm khoảng 3 dân thôi. Vâng, cố gắng cơ cấu bờ bế nhanh vào nào. Đấy sẽ là bãi vàng. Và cái bãi vàng này cũng là một trong điểm yếu. Nếu như thầu mà có được cung R, anh sẽ đứng ở phía ngoài, anh bắn vào cái bãi vàng này thì cũng là cực kỳ là thốn. Lạc đà tới. Vâng, nâng luôn cung A2 áo, không, đáng thiếu một chút thực nữa. Một chút nữa thôi. Vâng, như vậy là đã nâng xong cung A2 áo rồi. Giật dân về và ra thêm ruộng. Cẩn thận nào, ba dân sửa cái móng ruộng này. Vâng, đang công hai hướng đến tiểu bản thầu. Một trong thời điểm mà gặp cứ tăng khá yếu. Tham lai chỉ là 25 thôi, như vậy là tham lai đang giữ được khoảng 23-24 dân. 23 dân, một con cung A và một con cung T. Cố gắng ra thêm ruộng. Cung A tham lai nở sẽ là khá nhanh. Tạm thời chúng ta mới chỉ được hai nhà BA. Vâng, tham lai của thầu đang có lẽ là tầm khoảng 35, thậm chí là hơn. Tiếp tục bị công ở dãy BE phía dưới kìa. Bây giờ đã có cung R thì việc cái việc mà thủ những dãy BE này sẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Chúng ta đã có cung A2 áo. Vâng, vẫn đang là 2A đều đến từ game thủ Cam Quýt. Tôi có cảm giác cái bài này thầu cũng không quá khỏe thì phải. Vâng, thầu dường như cũng không phải là quá khỏe bài này. Chúng ta lên đời bài này cũng không phải là sớm. Vâng, bị thầu chọc mất khoảng 3 dân. Mà lại thầu lại cầm xe nữa. Tôi không thấy thầu công quá gắt. Không nhiều quân, không nhiều lạc đà, không nhiều cung R. Số lượng quân của game thủ Cam Quýt đang là khá ít. Vâng, tham lai là 33. Hai nhà VA. Thầu có lẽ bây giờ một sóc một mạch dân, sau đấy thì sóc đều cung R của mình. Nếu tôi nhìn không nhầm thì là 30 mấy dân đấy. Là cái chỉ số dân của thầu bằng với chỉ số số tham của chúng ta luôn. Đóng thêm BA. Nhà thầu thì có lẽ là trên hướng phía 3 giờ. BL à. Vâng, bị câu mặt nhà BA kìa, Quýt kìa. Ơ kìa, cung A không bắn kìa. Vâng, thầu đã công hai hướng. Thầu đang công chính xác là hai hướng. Vâng, sóc cả một L ra nữa để đi quản. Tương đối khó chịu và mất tay với những đơn vị cung R bắn xuyên rừng đến từ game của tiểu bản thầu. Giật dân vào và vẩy E phía trong để tránh những tình trạng thầu đục ruộng để lao vào nhà của mình. Rồi, nâng công và đẩy đi ngựa chém đi quản. Thầu đục nhanh một tơn nhưng Cam Quýt vẫn đang có những tình huống vẩy E tốt.
Liệu rằng tầm này thầu có công ca không nhờ? Vâng, vì thầu dùng chay lạc đà và cung R thì không thể công của nhà game thủ cao quyết được. Liệu rằng thầu có chơi chay cung A không? À, tôi xin lỗi, có ý đồ chuyển chuyển ca để dã vào nhà của game thủ cao quyết hay không? Khi cái lượng lạc đà và lượng cung R của game thủ tiểu bàn thầu tôi nghĩ là đủ đông để có thể lọt vào trong nhà và ăn được rất nhiều dân của game thủ cao quyết. Vâng, ruộng không bò. Vâng. Không, thầu đã phát hiện ra rồi. Ơ, nó lọt vào đâu vậy? À đấy, chém nhanh tên phía dưới. Vâng, ông thầu ông đang ngoáng dân của chúng ta. Một tên mà thầu dương đông kích tây, giả vờ công từ phía 3, phía 9 giờ xuống. Và lại có một tên thọc lẹt đi từ thẳng phía 6 giờ lên. Tình huống mất tầm khoảng 10 tham đến từ game thủ cam quyết bởi những con dân. Và ngược lại chúng ta đã bắt được cái tên quân lọt vào trong nhà của mình. Tiếp tục ra thêm ruộng. Vâng, một tên đổi dân lấy quân. Mất tầm khoảng 5 con dân thì đổi lại được tầm khoảng 6-7 con quân. Những con cung R và những con lạc đà của Sen. Tiếp tục đẩy thêm những con ngựa chém lên trên nhà của game thủ tiểu bàn thầu người cầm Sen. Vâng, Yamato đánh thẳng cung và chuyển sang 1L để đi móc máy nhà của Sen. Tham lai là đang là 42/80. Thầu lại không công nữa rồi. Không biết bây giờ tông thầu cũng làm cái gì nhờ. Không thấy thầu công quá rát trận này. Cháy ruộng ở đâu quyết kìa. Vâng, bo dày mặt này vào. Tôi sợ tầm này thầu ông đang tụ tầm 5-6 con ca. 40 mấy dân rồi. Cái chỉ số dân của game thủ tiểu bàn thầu sắp xỉ bằng chỉ số tham của game thủ cam quyết. Vâng, chính xác thầu đang tụ quân ở cái hướng mà từ phía 6 giờ lên. Công người bãi gỗ này xem nào. Bãi gỗ này liệu có kín hay không? Chắc là thầu cũng chả bò đâu. Sexy lady lắm. Xong bò cũng là khá nhanh. Đi vòng liệu qua được không? Thêm một nhà bè nữa. Không. Có lẽ thầu về đứng thủ lên 4. Khốn nạn thật. Không tầm công mình cơ. Phía dưới này vẫn đang có một lượng quân vừa đủ để giữ quân của chúng ta không đi ra khỏi nhà. Còn ở nhà sẽ sóc dần lên 4. Tôi nghĩ đây là chiến thuật của game thủ tiểu bàn thầu. Tham lai là 57. Thầu đang có một cái hốc tương đối đẹp ở trong phía 3 giờ và liệu rằng thầu có đi ăn hoang thêm phía ngoài hay không? Quyết đang muốn đi tìm những cái bãi vàng ở trên bản đồ cũng như là tìm những vị trí nếu có ăn hoang của thủ tiểu bàn thầu, nhưng tôi nghĩ là không. Bây giờ thầu sẽ đứng một lượng quân vừa đủ để thủ nhà và một lượng quân vừa đủ để đứng ở giữa. Chính xác là đứng ở cái hướng đi quân của chúng ta. Và sau đấy thầu sẽ sóc một mạch dân lên 4. Thầu bắt đầu có một tên quân đứng mặt từ phía, vâng, phía 9 giờ xuống. Tôi thấy không thấy game thủ cam quyết sóc nhiều quân trong trận đấu này. Tiếp tục khó chịu đến từ tiểu bàn thầu bằng cái cách là anh đứng bắn xuyên rừng. Cái lượng cung R tiểu bàn thầu đang là khá đông. Thầu cũng chỉ đi một tên cung nhỏ lẻ thôi. So với Sen tầm này 20 con cung R như vậy nó không phải là một lượng quân nhiều. Đây không phải là một lượng quân lớn của Sen. Thì tầm này thì tên quân to của Sen đang đứng ở đâu? Hay cũng chỉ là một tên ốp nhẹ giả vờ để kích 4 ở nhà. Thầu vào. Nhưng ở trong chúng ta đang có khá nhiều những con cung A để thủ nhà. Tên này chắc chắn thầu sẽ không thể vào sâu được. Leo lên dốc và chơi. Tầm xa cũng là ngang nhau. Vâng, một lờ vẫn đang sóc đều đến từ game thủ cam quyết. Bây giờ thì bắt buộc phải sóc cung ở thủ nhà rồi. Lúc nãy tôi đã thấy lượng tài nguyên là được bằng 1/2 cái lượng tài nguyên để lên 4. Nhưng khi mà bị ốp như này thì game thủ cam quyết bắt buộc phải sóc quân ra để có thể thủ nhà. Clear.
Đây 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 đây, thầu bung ra ngoài, anh dừng cái này. Thầu đã bung ra ngoài để anh dừng cái này. Trên hướng 11 giờ kìa. Quýt đang cố gắng về. Thầu đang bung rất mạnh để ăn những cánh rừng trên hướng 11 giờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng tách những con công nga đi nhỏ lẻ như này đi, móc máy và bắn vào những vị trí đang làm kinh tế mới. Khá đông cung rờ của thầu đang đẩy lên, tiếp tục cháy ruộng kìa. Vâng, thầu lại tiếp tục mài kiếm vào dãy hàng B phía dưới, một trong những cái điểm yếu chết người của game thủ Cam Quýt. Và đây là một cái vị trí mà lúc đầu chúng ta đã bị để lọt một tơn, hết vàng. Lên trên hướng 12 giờ, chết xuống 1 giờ để ăn bãi vàng. Tơn này sẽ hơi khó đỡ vì đơn giản là chúng ta hết vàng rồi. À hết, tôi xin lỗi, hết quân rồi. Bây giờ thì game thủ tiểu thầu đang tràn vào trong ruộng. Giặc đà nó lại còn không thèm chém dân mình cơ. Ôi, nạn thật. Yeah.